Hello, xin chào cả nhà. Chào cả nhà. Rồi, hôm nay hai chồng mình đi Thiền Viện Trúc Lâm chơi nha mấy bạn. Sẵn quay lại cho mấy bạn xem cái Thiền Viện Trúc Lâm nó đẹp to cái cỡ nào nha. Rồi, giờ chúng ta bắt đầu đi nha mấy bạn. Thank you.
bài thơ mình kết thúc clip tại đây nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết clip của mình nha. Nếu bạn thấy hay thì để lại một like đăng ký kênh hộ nha các bạn. Bye bye.